Xin chào mọi người, video này tôi sẽ đưa mọi người đi tham quan đồng muối Cà Ná ở tỉnh Ninh Thuận. Đây là một trong những ruộng muối có diện tích và sản lượng lớn nhất nhì của cả nước, cùng với thắng cảnh vô cùng tuyệt vời. Mời mọi người đón xem. Anh ơi, cho em hỏi cái ruộng muối ở đâu vậy anh? Ruộng muối hả? Dạ. Chỗ nào? Nhiều ruộng muối. À, trời ơi, có chỗ nào mà bây giờ còn muối á? Chạy đường này hả? Là mình chạy hướng đường bên đây hay? Chạy đường bắt tầm media đi, cho dễ hơn nè. Đó, lên cái đường tàu đó, đi thẳng luôn. Dạ. Chạy đường bắt tầm mấy đống muối, chứ tàu đó, chứ còn lén nữa. Dạ, mà giờ bây giờ là muối vô mùa muối chưa? Thì này chuẩn bị còn hết mùa. Hết mùa hả? Cảm ơn. Tháng 3 nắng là cũng còn muối đấy. À còn mấy cái này cũng là ruộng muối luôn ha. Không, mấy cái gầm bỏ chạy nước mà. À, cảm ơn. Mảnh đất Việt Nam có hình chữ S với đường biển dài khoảng 3.260 km. Nhờ vào lợi thế đặc thù đó mà con người nhận được rất nhiều từ mẹ thiên nhiên, trong đó tiêu biểu là nghề làm muối biển được truyền từ đời này sang đời khác. Các cánh đồng muối lớn phân bố rải rác dọc theo bờ biển nước ta, như là ở miền Nam thì có Long Điền thuộc Vũng Tàu cùng với tỉnh Bạc Liêu và Bến Tre, miền Trung thì có các ruộng muối lớn như ở Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Bình Định, còn miền Bắc thì có tỉnh Nam Định và Thái Bình. Tính cả ba miền thì tỉnh có quy mô ruộng muối lớn nhất là tỉnh Ninh Thuận, sau là Bạc Liêu và Bến Tre. Cụ thể thì nước ta có 7 đồng muối lớn, thì trong đó Ninh Thuận đã có 3 nơi, đó là Cà Ná, Tri Hải và Đầm Vua. Sản lượng muối của Ninh Thuận chiếm khoảng 50% tổng sản lượng muối của cả nước. Đồng muối Cà Ná mà tôi đi nằm tại xã Phước Diêm, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Thiết khoảng 120 km về hướng Đông Bắc và cách thành phố Phan Rang khoảng 35 km về hướng Tây Nam. Khu vực này được coi là một trong những nơi sản xuất muối có quy mô lớn nhất nhì của cả nước. Quy mô đồng muối lớn đến vậy phần nhiều là do Ninh Thuận có vị trí địa lý đặc thù với bờ biển trải dài, độ ẩm thấp, nắng và gió rất nhiều. Các điều kiện này rất thích hợp cho việc làm muối biển, bù lại cho việc đất đai khô cằn ít dinh dưỡng. Thời gian mùa vụ của muối là khoảng từ tháng 12 năm trước đến tháng 5 năm sau và có khi kéo dài đến tháng 9. Lúc tôi đi là giữa tháng 6, đây là lúc hoạt động của ruộng muối ít nhộn nhịp nên khung cảnh có phần hoang vắng. Vách thành của các ruộng muối thường được gia cố bằng xi măng và đá san hô cổ. Đây là loại vật liệu thường được dùng ở vùng ven biển thay thế cho đá xanh bình thường. Về cách làm muối cũng không quá phức tạp.
Ở miền Nam và miền Trung thì dùng cách phơi nước biển để cho đạt lại rồi lấy muối. Thường thì người ta sẽ tiến hành đào một khoảng đất hình chữ nhật khá nông, gọi là ruộng muối. Họ sẽ san lấp mặt bằng để làm đáy rồi dùng bạt trải lên, làm nền để chuẩn bị đưa nước vào. Tùy vào từng vùng mà có cách đưa nước biển khác nhau. Có nơi họ đào ruộng xong rồi cho nước biển thông vào, đỡ đầy ruộng, sau đó chặn nước. Nơi khác nhờ vào thủy triều mà đưa nước vào rồi đóng lại. Để cho dễ kích tinh muối hơn thì người ta sẽ cho nước biển vào ruộng muối thứ nhất, chờ khoảng 5 ngày cho nước bị nắng gió làm bốc hơi bớt đi và cũng để lắng cặn. Nước từ ruộng thứ nhất sẽ đưa vào ruộng thứ hai để tiếp tục cô đặc nước biển. Các hạt muối sẽ được kết tinh lắng dưới đáy ruộng và người dân dùng bồ cào gom lại thành đống rồi đưa đi đến những kho muối ngoài trời hoặc xúc đi đem bán. Đây là nơi tập trung muối, chuẩn bị đóng gói đem bán. Thường thì muối chất lại thành đống, sẽ dính lại với nhau rất chặt, phải dùng sức mới lấy được một chút. Đây là các phần muối thừa trong quá trình sản xuất và vận chuyển. Chúng đóng lại thành cục rất cứng và tôi phải dùng bao tay thì mới đập bể được nha mọi người. Bên cạnh nguồn lợi về kinh tế từ việc làm muối thì tôi thấy cũng có khá nhiều mặt trái, ví dụ như việc phơi nước lấy muối rất phụ thuộc vào nắng gió. Vào mùa mưa thì ngành này bị đóng băng không hoạt động được. Việc kéo nước biển tập trung vào một khu vực sẽ làm nồng độ muối ở nơi đó rất cao, gây thiếu nước ngọt trầm trọng, kể cả nước giếng cũng bị nhiễm mặn, làm đời sống người dân vô cùng khó khăn. Đất đai bị nhiễm mặn đã khô cằn nay càng khô cằn hơn. Khu vực này cũng không thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản do con tôm, con cá không chịu nổi nước quá mặn. Ngoài ra, muối bám ở khắp nơi làm hư hỏng, mục nát các công trình nhà ở, cơ sở hạ tầng vì muối thấm vào gây ăn mòn. Chính vì những điều này mà làm cuộc sống của người dân làm nghề muối còn có nhiều bấp bênh. Khu vực này vẫn chưa phát triển dù là nơi sản xuất muối nhiều nhất nhì của cả nước. Cảm ơn mọi người đã xem video, đừng quên bấm thích, nhớ đăng ký và chia sẻ cho nhiều người cùng xem.